người, mình là Simi đây. Thì như các bạn biết, trong video trước mình đã xây một ngôi nhà gấu tuyết trong Play Together. Và video này được 300k view thì cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Mình thấy có rất nhiều bạn bình luận bảo mình: chị Sim ơi hãy trang trí nhà gấu tuyết đi, chị Sim ơi trang trí nhà gấu tuyết đi, chị Sim ơi trang trí nhà gấu tuyết đi, chị Sim ơi hãy trang trí nhà gấu tuyết đi, em sẽ bấm like và subscribe đó. Thiệt không vậy? Nếu hôm nay mình sẽ quyết định trang trí nội thất của ngôi nhà gấu tuyết của mình trong Play Together. Yes! Và trước khi bắt đầu video này, các bạn cũng đừng quên những cái video của Sim được 5.000 like và các bạn có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ trang trí ngôi nhà gấu tuyết trong Play Together. Let's go. Ok, thì như các bạn đã biết, đây chính là ngôi nhà gấu tuyết của mình. Siêu rộng luôn. Đây. Và hiện tại mình đang mặc trang phục gấu tuyết nha mọi người. Ta-da. Wow, siêu rộng luôn. Trời đất ơi, nhìn chỗ này mình không biết mình nên trang trí gì luôn. Mà có nhiều bạn bảo là chị Sim ơi hãy trang trí đi ở với ta ngôi nhà gấu tuyết của chị đi. Thật sự là mình nhìn vô mình không biết trang trí gì hết trơn mọi người, bởi vì nó quá là rộng luôn. Thật sự rất là rộng. Trời ơi, rộng dữ vậy. Ok, thì nói chung thì cũng theo yêu cầu các bạn thì mình sẽ quyết định trang trí. Nhưng mà trước hết thì mình phải xem Play Together đang có sự kiện gì đã. Ok, chúng ta ra ngoài sảnh chính xíu nha. Ok, thì theo mình được biết hiện tại là Play Together đang có sự kiện liên quan tới gọi là người tuyết các bạn. Trời ơi, làm sự kiện người tuyết thì có gọi là bộ đồ hình con thỏ đó mọi người. Trời ơi, hay quá à. Nói ra mình thực sự mình rất là để bạn làm mấy cái nhiệm vụ này nha. Mấy bạn làm nhiệm vụ gọi là gì ra? Đi chặt cái con tuyết các bạn, chặt mấy con người tuyết để lấy mấy cục tuyết để đổi ra cái trang phục của mọi người. Ghê quá à. Nhưng mà Sim núp quá trời thì không có làm được mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi liệu có một cái gói nào mà gì ta trong Play Together mà có gì ta đồ trang trí liên quan tới tuyết không. Thì mình nghĩ nếu mà ngôi nhà của mình đã làm bằng tuyết rồi thì mình sẽ trang trí những thứ liên quan tới tuyết. Đừng nói gì vậy. Ok, khoan, bốc thăm công chúa tuyết. Ái chà chà, hình như mình thấy bộ này có vẻ cũng hơi cũng có liên quan tới tuyết đó. Và hiện tại mình cũng thấy cái bộ đồ phép thuật Win Angel tức tuyết này cũng dễ thương chứ bộ. Hay là bây giờ Sim lắc thử ha. Chà, để coi bây giờ mình còn nhiêu này. Mình có một vé miễn phí này, để mình coi mình còn nhiêu. Chúng ta còn 700 kim cương mọi người ạ. Nhưng không sao các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng mua kim cương thôi nào. 2,5 triệu sao? Chà, 2,5 triệu lận ạ. 2 triệu đó các bạn ơi, 2,5 triệu lận. Không sao, vì thử thách của các bạn, mình chấp nhận. Ok, mua. Đã mua thành công. Check. Chúng ta đã có gần 2,000. Trời ơi, chúng ta đã có 3,000 kim cương. Wow, liệu nhân phẩm của mèo Simi có thể gọi là có thể mua được gì không ta? Ủa, gì vậy? Ôi, có con này nè. Ôi, mình cũng muốn đánh thử. Ê, sao đánh vậy? Mình cũng muốn đánh. Đánh được không vậy? Ủa, đánh được không vậy? Mình đánh được nè. Wow. Tất cả mấy con này nó xuất hiện ngẫu nhiên các bạn ơi, hay quá. Ok, quay trở lại vấn đề chính, chúng ta sẽ mở ra cái gói công túa tuyết mọi người, để có thể ra cái bộ gì ta, cái bộ bàn ghế băng giá Frozen đó mọi người. Mình hy vọng là cũng có thể chống được bộ đồ, mình thấy bộ đồ rất là xinh. Chúng ta có một cái vé miễn phí đó mọi người, chúng ta sẽ test trước nha. Ok. Ui, cái gì vậy? Không thấy gì hết trơn á. Chúng ta được một cái giày pha lê mọi người. Wow, xinh nha. Thôi cũng được rồi, chúng ta hãy cùng bốc thăm 10 lần. Nhân phẩm của mèo Simi. Hơi, hôm nay tôi đã mặc đồ gấu tuyết rồi thì làm ơn hãy cho tôi may mắn khi lật ra một món đồ liên quan đến tuyết nha. Ok. Hơi. Được cái cuộc. Wow, cuộc này đẹp nha. Hơi nhiều quá. Được vườn hoa. Đẹp. Wow.
cũng gần ra hết mấy cái món mình cần luôn á. Ê tính ra nó hơn ra hết luôn á. Nó chỉ trừ không ra bộ đồ thôi chứ nó, à nó thiếu cái ghế mọi người. Nhưng mà gói này các bạn ok phết. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. Vừa vừa thôi. Đừng dày nữa mà. Ây, hai cái nhà hơi nhiều nhà đó mọi người. Ây, nhiều quá. Hơi nhiều nhà đó. Ok. 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 À, không có một cái trang phục luôn. Tiếp. Tôi mở sao lúc nào ra được cái trang phục. Ít nhất phải ra được. Nhà này hơi nhiều mọi người. Cái này mình xếp. Ủa nhiều. Oh, có ghế rồi. Yeah. Woohoo. Hai cái ghế. Ba cái ghế. Em không cần nhiều ghế gì đâu. Trời ơi. Một nồi luôn mấy bạn. Tiếp tục. Có thể cho ra bộ đồ được không? Một cái váy thôi cũng được. Cái váy thôi. Cái tóc đúng không? Ôi chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Trời ơi. Nhân phẩm mình xui vậy sao? Ok. Áo. Nhất định là áo. Làm ơn là cái váy đi, làm ơn. Cái váy đi. Làm ơn. Cái váy. Mình muốn cái váy. Cột đèn hoài rồi. Đừng đừng. Oh, được vương miện. Oh, cũng được. Từ 3.000 còn 1.700 hả? Gần gần hết 2.000 nhưng không sao chúng ta sẽ... Không sao. Kiểm tra đã. Kiểm tra hả? Ok, chúng ta sẽ test thử cái trang phục mình mới mua nha. À, ok. À, chúng ta mới lật. Wow. Xinh nhở. Wow. Xinh quá. Cute ta. Wow. Xinh quá, xinh quá. Ôi, xinh nha. Ôi, thôi cũng hơi tốn nhiều tiền á, nhưng mà thôi em xinh cũng được thôi, em cũng dễ thương ta. Nói chung là cũng xinh, cũng xinh, cũng xinh. Thôi nói chung là thôi vì em xinh đẹp nên thôi chị cũng tha thứ xíu nha. Chứ nãy chị cũng định là đập em rồi đó, nhưng mà thôi rồi vì em quá dễ thương nên. Ôi, bộ đồ đẹp nha. Đẹp nha, đẹp nha. Trời ơi, đẹp đẹp đẹp. Ở các bạn này định chụp hình hả? Bé đi chụp hình mình. Không sao, chúng ta cùng vẫy tay nhờ nha. Ủa sao chúng có cái nào chào không ta nha. Rồi chụp hình chưa, chụp hình chưa, rồi chụp hình được chưa, rồi chụp hình rồi đúng không, rồi ok rồi rồi nha, rồi ok, rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ trang trí nhà cho mọi người. Let's go. Ok, và đây sẽ là nhà của chúng ta nên chúng ta sẽ đi vô. Ủa gì vậy? Ở đây tự nhiên mình tưởng là mình không vô được nhà của chính mình nữa. Trời. Ok. Rồi. Hello hello. Ok bà chú Tuyết đây. Trời ơi, tính ra cái bộ đồ này mình cảm giác rất là hợp với cái khung cảnh ngôi nhà của mình nha mọi người. Ok thì bây giờ mình sẽ trang trí nhà thôi chứ sao nữa. Ok. Để coi nè. Giờ kiếm nội thất. Giờ nhà rộng quá không biết trang trí sao nữa các bạn. Khổ lắm. Quá khổ luôn. Rồi bây giờ đây là góc picnic rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí góc bên này nha. Này. Mình muốn góc này. Ok, chúng ta sẽ trang trí góc này. Nhà mình nó sẽ như công viên vậy mọi người. Rồi chúng ta sẽ nội thất của chúng ta sẽ có gì đây? Ồ, một xíu hết. Ừ, em trang trí nhà. Đây là sao mọi người? Hello. Hello. Hiện tại em đang trang trí nhà và em lật được. Quê nhà giàu đó. Trời ơi, giờ mới thấy sắp Tết đến xuân về mà nhiều tiền gì ta. Đâu, tiền đâu. Đâu. Nè, quá trời nè. Đâu, cái này là trang trí thôi. Không trời có rồi, vậy mình cũng phải làm nhà Tết thôi bạn ơi. Làm phiền lắm bạn ơi. Ok. Bye. Ok.
Sao nha mọi người. À đúng rồi, nếu bạn nào xem tới đoạn này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5 lần like và có 3 giây làm việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ Sim tiếp tục trang trí đây. Ok, cái chỗ này rộng nha. Wow, ok, bây giờ mình sẽ trang trí cái này ở đây đúng không? Ok, ok. Cái này sẽ là cho là một cái này là cái chỗ để mình đứng đi ha. À, cái chỗ này đứng chứ làm gì nè, mình nói gì vậy. Ok, chúng ta có 6 cái đèn mọi người. Trời ơi, với nhân phẩm của mình đã lật ra hẳn 6 cái đèn. Đấy. Đó, chúng ta thêm cái đèn nữa. Đấy, ok ok, bây giờ mình sẽ trang trí nữa. Đây. Ủa đâu rồi? Đây. À, cái đèn. Đây. À, ok. Đây, cái đèn mình sẽ để nó. Làm sao để cái đèn nó song song vậy? Thiệt luôn, không biết để sao cho nó song song nữa. Đây. Đó, ok, thêm một cái ở đây nữa. Đó, ui. Được. Ok. Đó, ta-da-da-da. Kiểu cái này giống như là dẫn mình tới á mọi người. Đấy, ok, và tiếp theo chúng ta có hoa. Đây, hoa, trời ơi, hoa là một nồi luôn nha mấy bạn. Đấy, em sẽ trang. Cái này giống lễ đường băng á mọi người. Như lễ đường băng gì đó. Rất là dễ thương luôn. Đây, bây giờ mình sẽ trang chỉ cái hoa này ở sát đây ha. Đây. Ây á, ủa đâu rồi? Ấy, đâu rồi? Ấy, trời. Sao nổi lên đây luôn vậy? Từ. Đây, mình sẽ trang chỉ sát đây nè. Đó, thêm một cái ở đây nữa. Đây. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ôi, cái này như kiểu lễ đường băng á mọi người. Ôi, mà tính ra vừa trùng hợp nha. Nó vừa ra 6 cái hoa luôn mọi người. Hay quá, ok. Và bây giờ sẽ trang chỉ thêm bên này nữa. Đây. Ôi, đó. Rất là trùng hợp luôn nha. Đấy. Nói chung là Sim không có giỏi trang trí nên bạn nào có ý kiến gì các bạn bình luận phía dưới cho Sim biết nha, chứ Sim cũng không giỏi trang trí lắm. Đó, ta... Ủa, từ. Nó lật rồi nè. Đây. Đó, thấy chưa? Ủa, hay là cái chó này ở giữa ta. Từ các bạn ơi. Hai chó này ở giữa xíu à. Đó. Rồi bên này cũng ở giữa miếng nè. Trời ơi, cái này là mình đang làm kỹ sư luôn các bạn ơi. Trời ơi, thiết kế đồ họa trong game đó. Trang trí đó. Chúng ta có gì đây ạ? Chúng ta có cái cây. Cái này là cái gì đây? Ồ, cái gì là cái... Cái này giống như là cái... Cái núi... núi băng vậy mọi người. Đấy, núi băng. Ê, à, rồi, núi băng. Núi băng mình nghĩ mình sẽ để ở bên cạnh như thế này. Đấy, được không ta? Cũng khá là được đó mọi người. Ok, bây giờ sẽ thêm một cái núi băng nữa. Alo, cái là cây băng với cái bụi băng đó mọi người. Đấy, cái bụi băng. Đấy, bụi băng nè. Đấy, nó ở như này. Hoặc là mình nghĩ cái bụi băng nó sẽ ở khắp nơi cũng được. Bởi vì bụi băng mình thấy nó cũng khá là đẹp mọi người đó. Đó, bụi băng. Nó cũng tàn hình như tuyết vậy mọi người. Nên cũng không có quá lo nếu các bạn không biết trang trí. Đấy, ok. Và sau đây chúng ta sẽ có gì đây? Có cái ghế băng. Mà mình đang thắc mắc cái ghế băng này mình để như thế nào trời. Ui, để hợp lý nha. Cũng được. À, và tiếp theo có một cái hàng rào băng nữa mọi người. Đây, mình có một cái hàng rào băng nữa. Trời ơi, cái này trang trí sao giờ? Mình nghĩ mình sẽ trang trí nó xương xương thôi mọi người. Không biết có ai mà ai nó nhỏ xíu vậy thôi à. Mình tưởng nó sẽ dài lắm chứ. Trời ơi, ok. Hàng rào băng đúng không? Hàng rào băng thì mình sẽ cho nó xoay đây. Đó. Đấy. Trời ơi, tôi tưởng nó bự lắm. Ai ngờ nó nhỏ. Ôi, nó nhỏ như con kiến vậy đó. Đây, ok. Sát rạc vô nè. Đó. Đây, trời ơi. Kỹ sư. Trời ơi, tôi như kỹ sư vậy đó. Ôi, cái ghế này dư quá. Đó. Và mình sẽ nhét cái chỗ này vô đây. Trời ơi. Các yên tâm đi. Ui. Các bạn yên tâm bởi vì cái này nó rất là nhiều nên các bạn không cần lo nha. Trời xin đấy. Xin nó tùm lum la vậy các bạn ơi. Đây. Đó. Đó, hàng rào băng nhìn đẹp liền. Quá trời đẹp luôn. Đây. Lady and
gentlemen, welcome to my gardens. Ok, thì dễ thương các bạn, đây chính là cái công viên mini của mình trong cái góc nhỏ của nhà của mình. Dù biết là cái nhà rất là rộng nên mình cũng không biết trang trí gì mọi người, nên mình sẽ trang trí thứ nhất là một cái công viên nhỏ. Đây, nói chung là những thứ mình lật ra được. Đó, đầu tiên là chúng ta có một cái khuôn viên nhỏ nhỏ. Đây, đó, mình có cái ghế nè các bạn. Đó, ngồi lên, trời ơi ấm áp quá đi. À lộn, thật là lạnh lẽo, nhưng mà đối với mình là bởi vì mình là gấu tuyết mọi người, mình không sợ lạnh nên mình cảm giác rất là ấm áp theo phong cách của tuyết. Đấy, thì ở đây có cái hàng rào, và mình không biết tại sao mình đã xây cái hàng rào ở đây, là bởi vì nó có cái hàng rào và xung quanh của chúng ta, cái khung viên chúng ta có những cái cây màu xanh rất là đẹp. Ủa cái gì đây? Mình có thể bật phát sáng lên được các bạn ạ. Oh my god, wow, trời ơi, khuôn viên của mình đã đẹp rồi mà còn thêm mấy cái này nó còn đẹp hơn nữa đó. Những bông hoa tuyết rất là lãng mạn, và xung quanh những hoa tuyết thì chúng ta có những cái cây thông bằng tuyết các bạn ạ. Đấy, cây thông bằng tuyết, trời ơi quá đẹp luôn các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ đứng đây để từ trong phim thì có mấy cái chỗ này đứng chó đẹp mọi người đó. Mình sẽ đứng đây mình sẽ hát mọi người. Let it go, let it go, can't hold about anymore. Đó, đấy kiểu vậy mọi người đó. Và đằng sau ở đây thì có một cái chỗ gọi là mini nhỏ nhỏ của mình, chỗ là chỗ vui chơi nhỏ nhỏ. À đây, mình bật lửa cũng được nha. Và ở sau này thì có một bạn gấu tuyết, người tuyết gấu tuyết. Đấy, đó, nói chung là cái đằng sau này mình cũng chưa biết trang trí gì, để mình chỉ đang hiện tại là tạo như vậy thôi. Đấy, thì các bạn thấy cái góc này của mình như nào, cái góc mà công viên mini của mình như nào thì các bạn cũng đừng có lượt video cho xem biết nha. Đấy, ok bạn, chắc video trang trí gọi là ngôi nhà gấu tuyết của mình như này thôi, thì các bạn thấy như nào các bạn cũng đừng có lượt video cho xem biết nha. Và các bạn muốn mình làm gì tiếp trong Play Together thì các bạn cũng đừng có lượt video cho xem biết luôn. Còn bây giờ, bye bye. À mà khoan, đừng quên giúp cái video của Sim được 50 like nha mọi người. Và các bạn có 3 giây cuối làm việc này. 3, 2, 1, thank you. Và lời nói cuối cùng, chúc các bạn năm mới vui vẻ.